Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ năng Homedesk. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một mẫu họa tiết mới. Đây là mẫu họa tiết có cái công thức tính khi mà đang mẫu sẽ là 16 nhân n cộng 9 và cộng 2. Thì mỗi cái họa tiết của chúng ta sẽ hình thành từ 8 mũi. Từ 8 mũi đây, đây là cái phần họa tiết ha. Và khoảng 15 dòng thì chúng ta sẽ tạo được cái họa tiết. Nó mình tưởng tượng như nó là một cái hình viên kẹo nha các anh chị. Và cái họa tiết này cũng khá là dễ thương, cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện hướng dẫn cho các anh chị chi tiết nhé. Và cái mẫu đan của mình sẽ chọn n bằng 1, cho nên chúng ta sẽ thực hiện gầy 27 mũi nha các anh chị. Chúng ta sẽ có 16 cộng 9 và cộng 2 ha. Bây giờ mình sẽ đi vào thực hiện chi tiết nhé. Ở đây mình sẽ gầy 27 mũi nha. Sau khi khệ đầy mũi, chúng ta đi vào này tiếp ha. Thì đầu tiên thay xuống, đặt xuống 5 mũi kia. Tiếp theo thế là mũi B, mũi K. Đây mình sẽ một mũi B, năm mũi K. Tốt là bé. Tiếp theo dòng 2. Cái thứ 2 nhé. Thì một lực ca. Ta đang ở đây. Anh chị thấy được không ạ? Không phải chúng ta đang ở đây nha. Đấy cho mỗi này mà. Mình đi mũi ca. 5 mũi B. Tiếp tục 2 mũi K. 3 mũi B. K. 5 B. Đây là mũi K. Tiếp tục thay dòng thứ 3. Đây là mũi K, chúng ta trượt mũi K. Đây là mũi K. Mũi K này chúng ta đi gấp chéo đi nhé. Không phải chúng ta đang như vậy nhé. Đây.
Đây là mũi cà chéo ha. Rồi, tiếp tục chúng ta đang ra. Rồi, vào đây. Trượt 2K chập 3 và đan K. Sau đó chúng ta sẽ bắt hai cái mũi này qua ha. Bắt cả hai mũi nhé. Bắt hai mũi qua một lần. Rồi, chúng ta giảm 4 mũi. Tiếp tục đan B. K chéo ha. B. Ở đây cái cụm kế tiếp là chúng ta đang 5K bình thường. Cụm này mình so le với nhau ha. Mình tạo họa tiết so le với nhau. Rồi sau đó đan B. K chéo B. Và tới các họa tiết tiếp theo thì chúng ta tiếp tục trượt mũi. Trượt 2 mũi và tương tự chụm chập 3 và đan K. Sau đó chúng ta bắt hai mũi vừa trượt tràn qua cái mũi vừa rồi ha. Sau đó chúng ta đan B. K chéo ha. Và cuối cùng là B. Tiếp tục chúng ta qua vòng thứ tư. Chúng ta trượt K, trượt mũi K, đan B chéo nha. Và cái mũi này chúng ta đang bê nhé. Cái mũi chúng ta tạo hoạt tiếp á. Bê K. Bê chéo nhé. K 5 bê 1 2 3 4 5 K bê chéo. Sang dòng thứ 5. Đây dòng 5 ha. Đây là mũi B, chúng ta trượt B. Đây, cái mũi K này chúng ta đang K chéo nha. Đưa vào đây, đẩy vào đây. Rồi, chúng ta mới đang K. Rồi, B. Ở đây chúng ta sẽ đang mũi 1 bắt dây là 2, 3 bắt dây là 4. Sau đó chúng ta đang mũi thứ 5, trả lại là 5 mũi nha các anh chị. 1 là 5 mũi nha. Sau đó chúng ta đang B. Chúng ta đang K chéo. Ta đang B. K 5K. K chéo. Tiếp tục chúng ta tạo hoạt tiết nha. 1, 2, 3, 4. Đặt, thả ra. Chúng ta đang bê. K chéo. 3, bê. Xong dòng thứ 5 ha. Chúng ta sang dòng thứ 6. Chúng ta trượt K đang bê chéo. Trượt K đang bê chéo. Là đang K 5 bê ha. 1 2 3 4 và 5. Đây. Sau đó chúng ta đang K bê chéo. K và 5 bê. 1 2 3 4 5 K bê chéo. K theo chúng ta sẽ là 5 bê. 1 2
3, 5. Đây là K, B chéo. Cái này là B chéo đúng rồi. K. Đây là kết thúc dòng thứ 6. Kết thúc dòng thứ 6, chúng ta sang dòng thứ 7. Chúng ta trượt B nhé. Đang K chéo. Rồi chúng ta đang B. 5K, 1, 2, 3, 4, 5, 3, K chéo, 3, chúng ta 5K, 1, 2, 3, 4, 5, 3, K chéo, 3, 5K, 1, 2, 3, 4, 5, B, K chéo, 3, B. Đây là kết thúc dòng thứ 7. Chúng ta sang dòng thứ 8. Trượt K, B chéo nha anh chị. Sang dòng thứ 9 nha. Này, tiếp theo ở dòng thứ 9 thì mình sẽ tạo họa tiết ở cái điểm giữa này, cái họa tiết cho chính giữa này nha. Họa tiết trong B trượt trượt ra, chúng ta đang ca chéo nè. Chọn hai cái mũi vừa trượt. Tiếp theo chúng ta đang bê. Chúng ta chéo. Ok, rồi. Tiếp theo chúng ta đang 5K. Bê hơn. Chúng ta đang mũi bê, mũi ca chéo nè. À, chúng ta đem về. Đây là dòng thứ 9. Tiếp theo chúng ta sẽ đi dòng thứ 10. Đây là mũi B chéo nha. Đi mũi B. 5, mũi K. 5B, 1. B chéo.
chúng ta đâm kim từ dưới lên nha. Và cuối cùng là mũi ca. Kết thúc dòng thứ 10. Chúng ta sang dòng thứ 11 ha. Trượt 3. Đang ca chéo. Mũi ra. 5K. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 3. Ca chéo. 10, 3. Và ở đây chúng ta sẽ tạo tiếp, họa tiếp tạo lại. Khởi tạo lại. Chúng ta sẽ đang là 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, đang 3. Ca chéo. 3, 5K, 1, 2, 3, 4, 5, 3, ca chéo, 3, 3. Tiếp theo sẽ dòng thứ 12. Ba chéo nè, đâm từ dưới ra nè, rồi ca, 5 3, 1 2 hai dòng là chúng ta có thể, đây là cái phần mà mình hướng dẫn đàn hoàn thiện là 12 dòng ha. Và sau khi chúng ta sẽ tiếp tục dòng 13 ha. Dòng 13, 14 và quay lại dòng 15 thì chúng ta sẽ tạo họa tiết tiếp nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn hết đó ha. Tiếp tục dòng thứ 13. Chúng ta đặt ca chéo luôn ha. Ta đang về 5K, 1, 2, 3, 5, 3, 3, 3, 1, 5, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 3. Tiếp tục là dòng 14. Ta quay tiếp dòng 14. Chéo như thế gì? Ở đây là bé. Quay lại dòng 15 này.
sẽ dùng 15 ha. Mình sẽ tạo họa tiết lần 2. Ok. B. Ở đây chúng ta sẽ trừ 2 mũi K, chập 3 mũi K, đây K. Chàng 2 mũi 3. Trường hợp các bạn chàng 2 mũi một lần không được thì chúng ta có thể từ mũi, chàng từ mũi 3 như vậy. Sau đó chúng ta liên tiếp. B. 1, 2, 3, 4, 5. B. 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 Và tiếp tục trượt 2 mũi K, chập 3 mũi đen K, chập 1, 2, 3, 3. Và là kết thúc 15 vòng. Đây, kết thúc 15 vòng của mình đã. Chúng ta sẽ tạo được một cái họa tiết xe le như vậy. Đấy. Và tương tự như đây. Chúng ta là hai cái mẫu. Cái mẫu mình vừa đen ha. Mình vừa hướng dẫn xong. Cái họa tiết rất là xinh ha. Chúc các anh chị và cái video hôm nay thì mình cũng xin được tạm dừng ở đây. Mong là mọi người sẽ có thể ứng dụng cái họa tiết này để đan những sản phẩm phù hợp. Và mình sẽ có những cái hướng dẫn để đan ứng dụng những cái họa tiết này và đan những cái mẫu áo hoa tập đẹp ha. Mong là các anh chị sẽ đăng ký kênh theo dõi để tiếp tục theo dõi những video kế tiếp mà mình sẽ thực hiện. Rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm và đăng ký kênh. Cảm ơn rất nhiều và xin được dừng video ở đây ha. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video kế tiếp.